Cuộc sống bất ngờ của diễn viên Anh Thư về nhà đi con sau ồn ào lộ clip 8 phút nhạy cảm. Tháng 5 2021, diễn viên Vũ Thị Anh Thư bị phát tán video cá nhân dài 8 phút trong điện thoại. Tên tuổi của cô nhanh chóng lọt top tìm kiếm thịnh hành Google Việt Nam. Vũ Thị Anh Thư sinh năm 1998, sở hữu nhan sắc ưa nhìn, vóc dáng gợi cảm, từng tham gia vai phụ nhiều phim truyền hình như Về Nhà Đi Con, Tình Yêu Và Ham Vọng, Sinh Tử. Ngoài phim ảnh, mỹ nhân 24 tuổi còn là gương mặt đại diện quay quảng cáo TVC cho các nhãn hàng. Khi xảy ra sự cố, khán giả lên tiếng bảo vệ diễn viên Vũ Thị Anh Thư và lên án chỉ trích gay gắt những trang đăng tải thông tin cá nhân nhạy cảm của người khác. Về phía nữ diễn viên, cô vẫn mở trang Facebook cá nhân và chọn cách im lặng. Vài tháng sau, diễn viên Vũ Thị Anh Thư bất ngờ đăng tải hình ảnh nóng bỏng trên Facebook cá nhân kèm những trạng thái tích cực. Người đẹp 24 tuổi cho hay, sự cố xảy ra với cô là điều không ai muốn. Vì vậy, cô tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ vượt qua khó khăn và trở lại cuộc sống bình thường. Thời điểm xảy ra chuyện buồn, Vũ Thị Anh Thư cho hay như sau. Thời điểm xảy ra chuyện buồn thì những người tôi cần đều ở bên cạnh tôi. Bạn bè và người thân đều động viên tôi rất nhiều. Gia đình là điểm tựa vững chắc nhất của tôi lúc ấy. Cũng theo nữ diễn viên Về Nhà Đi Con, nhờ suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng tích cực nên cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nếu bản thân người đẹp không có đủ nghị lực thì khó có ai có thể giúp cô vực dậy. Trong các hình ảnh chia sẻ gần đây trên mạng xã hội, Vũ Thị Anh Thư nhắc nhiều về gia đình và triết lý cuộc sống, tình yêu. So với việc thường diện những trang phục bikini hở bạo như trước đây thì hiện tại Anh Thư đã kín đáo và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nữ diễn viên ghi điểm trong mắt khán giả nhờ thần sắc rạng ngời, luôn tỏ năng lượng tích cực đến mọi người. Hiện tại, cô tập trung phát triển công việc kinh doanh. Khi có dự án nghệ thuật phù hợp, cô cho biết sẽ sẵn sàng quay lại. Thái độ sống tích cực, lạc quan của nữ diễn viên nhận được sự ủng hộ của khán giả. Mọi người cũng hy vọng trong thời gian tới, cô sẽ trở lại mạnh mẽ với nghệ thuật hơn.